mới và cái showroom mới S-Bay của Fujifilm thì tự nhiên đến chơi có quà VIP lũ bạn một bé body XS20 và một cái ống lens 18-120 những người đều lập với mình. Đây, trung phức luôn. Một bạn. Đây đây. Tối nay là thức trắng đêm ngồi mò. Đúng vậy. Còn đây là bé kế tiếp. Bé lên 18-120. Tại sao anh lại chọn 18-120? Tại vì mình là dân du lịch, mình cần một cái ống đa dụng, vừa chụp wide, chụp cảnh đời thường, hoặc là chụp ấy luôn, chụp chụp tele nhẹ cũng được. Đây, đây là ống 18-120 các bạn. Đây. Đây, 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 đây. Đã quá các bạn ơi. Mình chưa có tài khoản Fuji, phải lên đăng ký. Nếu các bạn nào thích thì qua đây trải nghiệm. Thí dụ thích cái ống kính nào, thích cái body nào, có sẵn đây muốn thử, muốn làm gì làm. Thử trong studio, thử chụp ngoài cảnh rồi luôn. Đây. Đây là ống 50, ống 35. Thì máy mirrorless con của mình là 50 các bạn. Đúng chuẩn chụp chân dung, chụp đời thường luôn. Rồi. Đây, một bạn body và hai bạn ống kính. Rồi, để gửi đến các bạn những cái hình ảnh đầu tiên cũng như là những cái thước phim bằng cái bộ set này ngay tại văn phòng của nhận ngay cái văn phòng của S-Bay của Fujifilm luôn. Với rất là nhiều đồ. Thì đây là đồ gì mấy bạn xem, đây là căn phòng quen thuộc nhà anh Quang, mình ở đây mấy nay. Nó hết rồi nè. Còn bây giờ mình sẽ cho mọi người xem. Đây là phụ tùng xe, bữa bị bể bật đạn tùm lum hết á. Rồi dây cu ro bây giờ đem về gom một món mớ dây cu ro nè, bật đạn rồi cao su lốc máy này nọ, rất dầu mỡ. Rồi gác chân. Rồi gối ở đây cho êm cái mông các bạn. Gói không thấy học luôn. Rồi có một cái lót lưng lumbar support là để hỗ trợ cái cột sống nè. Cái này tự nhiên quên tên này, cái lót gì đó, nắp bully gì đó. Đây là một cái tấm tăng lớn của Kala để che mưa che nắng. Đây là mấy cái đầu GoPro linh tinh, mua thêm rất là nhiều để quay phim. Túi này mình có rồi nhưng mà bên chuyên Tactico vẫn cho thêm. Cái này cột vô cái ba lô để đổ hỗ trợ lưng. Rồi túi linh tinh, dao nhỏ này khử mùi mới được tặng, bình Soto giữ nhiệt rất là xịn. Đây là cái lo của Audio Pro đi chung với cái sao burger để nghe đĩa than luôn nè, ghê, đã ghê. Đồ chơi xịn đây, để mốt review cho bạn nha. Đĩa trước cũng nghĩ sao không làm đĩa than nhỏ du lịch, bây giờ có luôn nè, hàng của Audio Technica luôn. Mua thêm mấy cái đĩa than linh tinh, đậu lao đĩa than, sạc này, cây kèn Melodica của mình, của Suzuki luôn nha. Đó, bỏ nhà lâu quá đem theo chơi. Sticker, túi linh tinh, túi. Còn drone này mới được tặng các bạn, của hãng này, không phải DJI nha, của Botensic, cho mình đi review thử chơi, ok luôn. Đây, Fuji SS20, mới hốt được, rất là đã. Cái ống này mình mua thêm các bạn, cái ống 35 mua thêm ủng hộ Fuji, bữa khai trương văn phòng mới cái qua xí luôn. Còn cái ống này được tặng kèm cái body nè, ống 18-120 phù hợp cho du lịch. Robot mới trên nước hoa yêu thích của mình, mới xu được. Đây là túi của OneLife, túi sơ cứu loại mới. Mua thêm hai cái phá kiến nữa, em này bảo lũ nhận Việt Nam ghê quá. Mình xe mình có hai rồi, hai cái, nhưng mà mua thêm hai cái để lúc nào trong túi nào cũng sẽ có để phòng hờ các bạn, nguy hiểm. Không có tiền mua Raptor của Leatherman chơi cái này. Rồi, cái này của Chuck Ray. Có dao mổ rồi luôn nè, này nọ. Đã quên lắp vô. Rồi, tiếp coi. Đây là thêm một cái Leatherman suit.
mua với giá ưu đãi cực kỳ. Thêm một bộ bit kit với cây driver để này để sửa xe các bạn. Còn cái cây free của mình thì để mang theo. Này đèn finish, thích đèn đeo đầu, tại rảnh được tay, nhỏ gọn. Đây là bộ cà phê của Wakako. Nó bỏ bộ của người yêu cũ lại, lấy bộ mới để quên người yêu cũ luôn. Bộ này ngon hơn, xịn hơn. Đây, đây là hàng tuyển đây, nguyên bộ bếp của Mr. Wiccan. Việt Anh tặng luôn, đem theo review chơi. Rất là xịn, tại vì mình vẫn chưa ưng ý cái bếp nào hết. Thì giờ có cái này là khỏi lời nữa. Bếp của Soto, bếp nhện nè. Đi chung với cái bộ, đi kèm theo cái bộ bàn này. Có thể để vừa cái này, rồi thêm cái nồi này cũng để vừa, coi như là một set luôn các bạn. Nhôm luôn luôn. Bằng rất là xịn của Soto, made in Japan luôn các bạn. Ly này của Snowbeak. Này mua ủng hộ. Đó. Rồi cái lo của Sunak, lo karaoke. Cũng không có hát nhưng mà để mỗi lần giao lưu có micro sẵn, có đèn laser để thuyết trình rồi luôn nè. Sau đó phải thuyết trình nhiều. Kính hiển vi, ống dòm linh tinh, chụp bình ga, dây rút để đỡ rớt đồ. Đây là ít đồ của xe, đồng hồ đo RPM, tự nhiên quên tên này, đo tua máy để xem xe nó ổn không, có bị oi gã không. Đây là la bàn mới đèn. Anten nó dài, rút ra rút vô được cho chứ cái radio của mình nó yếu quá. Rồi, này vô lăng cho nhẹ. Rồi một đống phim của Fuji Instax, Instax đã sửa tặng đây. Sắp hết phim rồi. Rồi gì nữa. Độ linh tinh, báo động, sợ bị chôm, dây đàn cho cây guitar le le. Đo điện áp, check điện. Và một cái vali của Ricardo của bên Cod Shop tặng, cái vali cũ bị hư, mua một bên Thái giảm quá, cái này xịn các bạn, cứng chắc hơn, màu xanh lá luôn, yêu thích của mình. Đó, đây là tổng quan những cái đồ mà mới bữa mình gửi một thùng qua trước rồi, tại nhiều quá, rồi sau đó sách mua thêm 40 kg hành lý nữa. À quên, còn khu này nữa, đây cái biển số này, không ơi, làm chơi chơi, cái xe tay của Nhật, tại yêu nước Nhật với lại làm cho nó khu khu. Này thêm bộ leo núi, rod này để quay mốt quay ASMR, đổi style xíu. Dây cứu hộ của Việt Nam, túi đựng rác mới. Rồi, sơ sơ là vậy nha. Đó, đem theo. Chuẩn bị cho chuyến đi mới. Đó, một số đồ. Sẽ phải bỏ lại một số thứ và lấy một số thứ hết cho nó đầy đủ các bạn. Đi mình nên đi xe hơi nó sẽ vất vả, phải chuẩn bị kỹ hơn xe máy ha. Ngày nào vừa quên anh mãi với em, mà tình yêu thì tiếng súng êm. Giờ này bình yên xin lễ cưới em, họ mẹ cha anh miếng châu duyên. Các bạn đến với tập vlog mới. Thì đây là nhà hàng mà bữa tập trong tập trước có các bạn. Thì hôm nay là anh Bá sinh nhật con gái anh Bá với làm cái giống như shop opening luôn. Thì đây là anh Bá đây, anh Bá. Đây, đây nhà hàng các bạn đến Maribyrnon Edgewater ủng hộ Việt Hotspot. Đó, cái này sân riêng của ảnh nên ảnh kêu chạy lên luôn để chụp tấm hình. Đây. Rồi, yeah, đích vô. Cái này khu của anh xin rồi nên cứ đậu ngang trước luôn, lấn lên làng tại nhà hàng của anh. Rồi. Yeah, chưa bơm bánh nên hơi nặng xíu. Ok anh. Rồi. Nhà hàng của ảnh bữa quay đây, nay là chuẩn bị khai trương rồi. Mọi thứ xong hết rồi, nhưng mà nay là tiệc riêng gia đình. Đây, sinh nhật bé Xuân. Đây là mốt các thực khách đến sẽ có đồ ăn như thế này các bạn. Buffet luôn. Các loại mì để lựa nè, mì xanh, mì trắng, mì gói, rau củ quả rất là nhiều. Bạn nào thích ăn rau thì ăn lẩu ở đây là tuyệt vời ha. Tại bên đây thì rau thịt nó lại mắc hơn, rau củ quả nó lại mắc hơn thịt. Mỗi người có một cái nồi lẩu riêng nữa các bạn. Mình có nhiều loại súp, mình chọn súp cua. Đây là đồ ăn lòng rồi luôn nè, thịt bò. Đó, các bạn nào muốn ăn gì là bỏ vô nước chấm, thì muốn 10 loại nước chấm khác nhau, muốn ăn gì tự lấy các bạn. Rau củ quả. Rồi, dứt thôi, các bạn ghé ủng hộ. Chào luôn, đây các bạn chè các bạn. À, chị tự nấu luôn anh Bá. Bạn có dịp ghé nhà hàng anh Bá phở lẩu hotpot nha, ủng hộ ở Edgewater Maribyrnon.
Đây anh Tá, rồi lên đường các bạn. Lâu quá không có quay vlog ngồi chạy xe, hôm nay thì chạy một đoạn 5 cây số thôi đi sửa xe lại chỗ quen thuộc. Chỗ của Phong đó các bạn. Nhập lên như đây, lên chính một xíu thì tách ra tiếp là vô khu Sunshine. Hôm nay là đợt trước là thiếu phụ tùng, hôm nay là mình có về mình gom rất là nhiều phụ tùng bu ly, bạc đạn rồi dây cu ro. Tại vì xe đi không có phải được bảo trì thường xuyên, giống tại xe phải ở Việt Nam nên nó sẽ hay bị trục trặc nếu như quá hạn bảo hành mà chưa đi. Mấy bữa là làm bánh đồ này nọ các thứ thôi, còn hôm nay là thay cu ro để cho nó, chứ kia tiếng máy sọc sọc sót quá, để lâu nó hư bể bạc đạn giữa sa mạc là tôi. Nên bây giờ đi đi rửa xe đây, đi sửa xe chỗ cũ, chỗ hai tập trước đều có đó các bạn. Cái khu chuyên sửa xe, sơn xe rồi nè, nói chung là các món về xe nằm ở cái khu Sunshine, cạnh đường ray xe lửa luôn kìa. Hai anh chàng đứng ngay kìa. Your destination is on the right. Tới rồi. Ông chú hả? Ý, xe này đang dè ra rồi. Để chạy ra. À, ok, vô luôn. Này xe đông quá. Thần tài tới. Rồi. Chỗ của Phong đây các bạn. Các bạn nào Việt Nam ở khu bên bờ Tây Melbourne ghé đây sửa xe ủng hộ. Bác sĩ Steel mang ông nghe bắt bệnh luôn các bạn. Ghê, yeah, xịn ghê. Cứ như bác sĩ. À, đây là cọng bèo cũ, mấy tiếng sạch sạch. Hôm nay là hóa ra dây bèo nó, mình xịt cái chai W40 bèo dressing á, nên làm nó kêu sạch 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 luôn. Đây bữa về mua thêm dây bèo lốc lạnh mới nè, fan bèo nè. À, của Bando ha, còn cái Mitsuba này là mua bên hãng là của dây, của dây V cam á. Nó, còn này là dây đai bèo cam các bạn. Nó đem theo phòng hờ, cộng cũ gửi về kỷ niệm. À, ngoài ra thì bữa về còn có lấy thêm bơm nước nè. Rồi mấy cái đai cao su, rồi cái này đai thanh tăng đai cam với mấy cái cao su lốc máy nó cũng hơi mòn rồi. Đem theo cho chắc. Đó, còn phụ tùng là đợt trước còn lọc nhớt, linh tinh. Thay dây cu ro các bạn. Thay dây cu ro xong tăng cứng lên. Đó, cái sệt sệt là do cái chai bèo dressing đó đó. Đó. Với bạc đạn cũng hơi dấu hiệu lỏng, nhưng mà bên đây thay là thay luôn chứ không có sửa nên để sao vậy. Cái này ảnh chỉ vô số vậy mới đúng nè các bạn, chứ không có nắm trên đầu. Rồi, giống như là cung phu vậy đúng không? Rồi, tài xế gà mờ anh ơi, thông cảm, nắm mới có bằng. Rồi. Nắm như vậy á, khi mình đưa vô nó không có trúng khớp. Dạ rồi, ok. Rồi, giờ mình check nè, check rồi. Đánh da coi nó tại sao mà nó thấp vậy. Bây giờ mình đánh da dè cái đi, dè thì cũng là rớt Dũng á. Rồi, Dũng chưa vợ, rồi, mở thắng tay, rồi, mở thắng tay rồi, đẩy xuống rồi, rồi. Ga nó hơi trễ xíu đúng không? Sao côn nó hơi ấy đúng không? Dạ ok, không gì hết. Ok đúng không? Ok. Tại vì mình buông lên một khúc nó mới ăn. Rồi. Chứ nếu mà mình buông ra mà nó ăn liền á là mình phải chỉnh lại, chứ không thôi mình đạp xuống nó còn dính, mình vô số cũng khó nữa. Dạ, yeah, ok. Còn em vô số khó lý do là mình để không trúng khớp á. À, rồi, ok. Là, mình khi mà mình vô số vậy không bao giờ mình lộn được hết. Dạ. Yeah. Để mình biết cái hướng đi của mình đúng không? Đưa đây, bên này thì mình đưa vậy, bên này đưa qua vậy. Rồi. Giống như cung phu vậy đúng không? À. Đánh với hình nhân bằng gỗ. Mình đóng xài này. Rồi. Này, mình có thể xài này. Rồi. Ok. Không? Nó, không rồi, bác sĩ xương khớp. Rồi, chiropractor. Khớp luôn á. Đây, nay có đồng hồ tua máy rồi các bạn. Cái siêu khớp không có. Này mở lên nó hơi cài giật xíu, đợi xíu nó mới đứng lại.
Cái này bao nhiêu máy cũng được nha. Mình xếp thì xe mình 4 máy, mình xếp 4 máy. Rồi. Ghê rồi. Rồi cái này là cái knob chỉnh nó giới hạn tua máy bao nhiêu nè. Quá thì nó sẽ báo động. Nó không lên thì quá thì nó sẽ báo đèn đỏ. Còn nếu tăng lên thì sẽ không có. Đó. Đã không? Rồi cái này là vô số, hình như là nó sẽ nó không có shift light. Cái này là quá hạn thì nó sẽ quá tua, nó sẽ kêu nè. Đã chưa? Nhảy vô hố voi. Có cái Sauberger, cái máy đĩa than mà di động mang theo được. Bây giờ tới Melbourne thử một cái shop bán đĩa than sưu tầm nè các bạn. Đây, record. Wow, thiên đường luôn. Đây, có rất là nhiều nhạc rock cho các bạn lựa nè. Đã ghê. Dĩ nhiên không thể thiếu cha. Rồi sao ACDC. Wow, tuyệt vời các bạn ơi. Hôm nay Gơ mua được máy đĩa này các bạn. Frank Sinatra. Nhạc mấy thập niên thời xưa cũ. Đây, ban nhạc Eagle yêu thích. Đây là nhạc không lời của Ludovico Einaudi. Và đây là Delano Ross với ban nhạc The Supreme. Đố bạn biết tốn hết nhiêu tiền cho năm cái đĩa này. Các bạn, sắp xếp đồ. Cô hả, con đi nha cô. Hẹn gặp cô à? Bữa khác kiếm cô tạm biệt mà không thấy. Cô đang đi về. Dạ, ok, vậy để con đợi xíu. Dạ chưa, dạ. Đó, đợi cô bạn mẹ con Quang về các bạn. Đây gắn cái đồng hồ ABM nè. La bàn rồi cái nghiêng để dừng xe cho nó đỡ phải ngó rồi sao. Đó, đồng hồ đổi cái lo mới. Cái anten dài hơn. Đó. Rồi túi thùng sắp bỏ hết cái đồ phụ tùng bữa trên nóc đem xuống đây, đem đây sẽ bỏ vô cái ngăn bí mật rồi. Túi rác mới luôn nè. Đã không? Đó, rồi đồ túi tá Sài Gòn luôn. Kiến này bữa có rồi. Đó, cái này tay cầm mới. Rồi, đồ linh tinh. Này nọ các thứ. Rồi wheel lock, khóa belonging, check hết secure item, chốt đồ. Ok in now. Walk around. Rồi on door, tất cả cửa, van start, engine service, the tire pressure. Tire pressure ok, ok. Light lamp check, mở đèn semi. Visa mirror check, check. Học theo bên Nhật nói đầu chỉnh đó đi nhớ. Fuel check. Giờ đi đổi xăng, food water check, power station. Sạc chưa? Sạc rồi. Device checking, driver wearable, the hormone, camera, thời tiết, hôm nay làm gì? Mở nhạc. Navigation start, seat belt. Rồi. Cái đồng hồ ABM đó. Cái đồng hồ ABM nó mới lên nó tè hồi nó mới hết. Rồi. Ok anh. Khi nào về Việt Nam gặp. Tết về là khi Tết về gặp con á. Ừ. Đi nhá. Dạ, con cảm ơn cô. Dưỡng cái cờ. Ra luôn. À, nay chạy quen rồi, khỏi cần nhìn đồng hồ ấy. Rồi. Chào cô. Ba anh Quang. Lên đường tạm biệt Melbourne. Lấy hai coi gì ở. 200 meters, turn right onto Club Street. Đây nhà cô. Đây, đi tiếp. Ở đây loay hoay cũng cả tháng rồi các bạn. Tổng thời gian đi chơi vòng vòng còn nhiều việc, nhiều người cũng gặp nhưng mà thời gian không có nên phải đi thôi. Đâu thể lâu được đi quay vlog tiếp cho các bạn chứ. Take the next right onto Club Street, then turn left onto Ridge Drive. Đi đổ xăng nữa. Nay xăng hình như giảm xuống còn 1 đồng 6, bữa 2 đồng khủng khiếp. Mọi thứ đều ổn, xe hoạt động trơn tru. 800m tới cây xăng. Con đường quen thuộc khu này giờ mình đi mình không còn nhìn bản đồ nữa. Ra đây rồi quẹo trái cái nữa.
ra ngoài rẽ phải là tới cây xăng. Take the next left onto North Road, then turn right onto Miliera Road. Miliera Road. Cây xăng xong rồi đi chắc ghé Nhật mua ly cà phê uống. Xong rồi lên đường tiếp. Giờ mới chính thức lên đường nè các bạn. Hồi nãy ghé làm ly cà phê chỗ Nhật. Rồi tạm biệt anh Bá. Xong rồi giờ mới rồi mẹ bạn đây. Ra đây quẹo trái. Ây da. Ui chà, dốc cao dữ. Rồi, đường trái đây. Định hôm nay tới Shepparton. Cách đây tới 200 cây nhưng mà đi đường nhỏ nữa các bạn. Nên nhiều khi chiều tối mới tới, không biết tới kịp không. Nhưng mà kệ, ngày đầu ấy thôi, làm quen xe lại, mặc dù cũng lâu quá không có chạy xa. Nhưng mà trước tiên rồi Melbourne né trước giờ kẹt xe đã 2 giờ rưỡi chiều rồi. Lại hay đó, gặp người này người kia cuối cùng mới đi được. Yeah. Hôm nay là ngày mấy ta? Ở đây có đồng hồ với đây. Hôm nay là ngày 23 tháng 9. Mới chính thức rồi Melbourne. Nay có đồng hồ tour nè. Mình set lên 3.500 nó mới báo đỏ. Để nhiều khi chạy số 4 mà quên lên số 5. Đây, đồng hồ đang vẫn đang tiếp đi về phía Tây Nam. Có điện thì biết sao mấy hôm nay bị điện nó lên nhiều quá không biết sao. 700m vô dòng xoay vừa phải. Này Google Map cũng đổi một xíu ha. Gió, mở lên gió xíu cho nó thông xe. Rồi. Đây nào. Vô dòng xoay. Đổi lên. Qua lên này tại vì mình sẽ đi qua bên phải đây. Nên mình phải qua lên này. Còn lên bên trái là quẹo trái hoặc đi thẳng thôi. Ai cũng phải đợi mình thôi. Gặp tiếp chuyện mấy bàn tay mệt xỉu luôn. Đi tiếp. Đường này đi ngang khu công nghiệp mà xe container quá trời. Rồi đi nha. Hôm nay sẽ tới Shepparton, đồ chơi nhiều quá. Có máy đĩa vinyl mới nè, có lo karaoke mới nè. Rồi cái máy đĩa của Saberger nè, cái lo karaoke mới mà chắc ít hết. Rồi game Flight Simulator nè. Cũng không có nhiều đồ lắm ha. Thôi trở lại nhịp sống, chạy xe, quay phim. Cuối cùng cũng rồi Melbourne. Let's go. Như đã ra khỏi địa phận Melbourne các bạn. Đây là tên con đường là đi Âu. Ui chà, ông thần này tới sát mới xi nhanh. Quẹo nguy hiểm quá, không biết đường hay gì. Continue on Old Sydney Road for 17 kilometers. Mất tua. Tua tuột xuống rồi. Lên số 3. Lên. Chạy không, lên qua khỏi mình set 3.500 là nó báo đỏ các bạn. Wow, cảnh đẹp quá. Nó những cái cánh đồng từ đây đi dọc theo cái đường này, đường A39 cho đường 6 dưới vậy trời. Là đi bên trái của cao tốc. Đợt trước là mình đã từ Melbourne đi Sydney, mình đi bên phải là đi Lay Entrance đó, dọc biển đường A1. Rồi sau đó nhập một đoạn đi đường M79 hả? M1 hay gì đó là đi M2 thì đó là đường cao tốc Sydney Melbourne. Còn bây giờ mình đi đường bên trái của đường cao tốc, đi sâu vô những cái cánh đồng, những cái farm, những cái ranch thì nuôi sống cả vùng Melbourne với vùng Victoria với Sydney nữa các bạn. Đường có vẻ xấu ha. Đó, thì vắng xe ít xe nhưng mà mỗi một làng lâu lâu có xe thì nhường cho người ta đi, giống như xếp hay quay vậy đó. Cũng lên xuống dốc ghê ha. Qua hơi cái dãy núi lên xíu nữa là trời ấm rồi. Ui cha,
xuống đây không còn vạch chia đường luôn. Wow, người ta chủ động, người ta ép vô nhường mình qua kìa. Thank you. Dễ thương ghê, thấy xe mình nhỏ nhường cho mình chạy trên đường nhựa. Đây là con đường tên là Old Sydney Road. Con đường Sydney cổ, chắc hồi xưa đây là đường chính, trục đường chính đi từ Melbourne, Sydney ha. Sau này người ta xây cao tốc và xây đường khác đẹp hơn. Đúng là đường dành cho xe mình nhỏ nhỏ. Vô đây thì là đẹp lại nè, trải nhựa rồi hai lane. Dân Úc quá lịch sự dễ thương. À, giống cái đường từ Adelaide về Melbourne mình cũng đi cao tốc mà mình đi đường nhỏ A mấy á. Bây giờ lại tiếp tục đi đường nhỏ tiếp A39 các bạn. Old Sydney Road lại vô cái đường một lên. Có chiếc xe nó đang trồi lên nè. Đó. Vừa kịp ép vô đây. Vui ha. 150 cây nữa mới tới được Shepparton. Hẹp quá. Ép ép vô. Tội nghiệp bạn xe tải. Nhưng mà mình cũng đã ép hết lốc bên đây rồi. Đường vui ghê. Tiền nhiều quá sao không sửa đường đi nước Úc ơi. Victoria ơi. Để sao chặt cứng. Đường này cũng cánh đồng nhiều mà nhỏ quá. Hư hỏng hết rồi nè. Hai bên nát hết rồi nè. Tiền nhiều để làm gì. Mọi người nói nghe mấy hôm nay bạn ở đây nói là không mốt không bầu cho đảng lao động nữa, toàn xài tiền không, không có xây dựng sửa chữa gì hết. Đó, 150 cây nữa mới tới chỗ ngủ, không biết tới kịp không. 3 giờ chiều rồi. Let's see. Cái gì vô đường đất luôn má ơi, vô đường gravel road luôn. À, phúc. Oh damn. Tình hình này có nên đi tiếp không hay là kiếm đường khác lũi ta. Trời ơi, không chảy nhựa luôn má ơi. Gravel road luôn. Rồi. Chà, nguy hiểm nha. Ui chà. Nhiên vừa rồi khỏi Melbourne cái đi off road luôn. 13 cây nữa mới nhấp vô đường kia. Không ngờ xét Melbourne cũng đông nhưng mà đường đất luôn mới ghê chứ. Vô tình lại được off road. Rồi bé sốc lâu quá không đi, vừa đi cái hoạt động liền cho giãn gân giãn cốt luôn. Lỡ rồi. Mình lại không muốn đi cao tốc Hummer Highway. Thôi ráng rồi. Wow, cánh đồng cải vàng canola nè các bạn. Đẹp khủng khiếp không? Mà cái này nó nở chín mùi vàng rực luôn. Chứ phải hơi vàng vàng như hôm qua. Wow, đẹp quá các bạn. Quá trời, mà cái này nó không có ngọn đồi nên nhìn nó không có phê, nó bằng phẳng hơn ha. Đẹp dễ sợ không? Này đường đi Sydney còn bao la luôn. Bé sóc đây, một mình xí nguyên cái ô này luôn. À, kia có cái cây lớn bự đẹp quá. Thấy không? Đó. Này sống như kẻ lang thang.
đây có cái chỗ đi xuống nước luôn nè, xuống đây tắm luôn. Đó, leo xuống đây ngồi nhúng lấy nước rửa mình luôn. Đây trời ơi, ngồi cây này sống ảo luôn nè, xong cái câu cá luôn. À, trời mát mát nè, không có muỗi, không có ruồi nhiều. Đây là cảnh. Các bạn nào rành coi nhìn cái này là có cá không? Ở dưới có đá ngầm nè, các bạn thấy có mấy cái rợt sóng nè. Đá dưới cũng khá nhiều á. Đã quá các bạn ơi. Siêu lý tưởng luôn. Kia là bé sóc. Lấy máy Fuji gắn thêm cái mic này vô để quay thử SMI cho các bạn. Đó. Test thử nha. Đó, gắn đồ chơi vô, nhảy vô nè. Check check check. Nay dựng mất 1 tiếng đồng hồ, mỗi bữa có 10 phút thôi tại vì quay thử SMI các bạn. Đây, bằng cái máy Fuji với cái micro rồi đây, shotgun đây. Đó, dựng cơ bản. Nay trời tối 10 độ cũng không nên không cần một cái awning room bao chung quanh nữa. Mà chỉ cần che cái tấm này thôi cho riêng tư, với lại gió từ phía bắc và đông bắc thổi qua đây nên che đó được rồi. Lâu tận hưởng trời lạnh chứ mốt vô mùa hè là thua rồi. Đó, bây giờ ở đây sẵn có con suối đó, tối cũng hơi lạnh nên mình lấy cái khăn thôi, nhúng nước rồi lau mình cho nó sạch được rồi. Nay chạy xe cũng có 100 cây từ Melbourne thôi. Đó, xuống rửa ráy đồ cho nó sạch sẽ thơm tho, mặc đồ ấm rồi bắt đầu nấu ăn, ngồi chill. Đây, nấu cơm các bạn. Nấu cơm thật ra là để cho nó chín rồi bắt đầu bỏ bánh bao vô để hâm đây. Đó, cô Thanh mẹ anh Quang cho 3 cái luôn để bỏ vô hâm bánh bao, không có cái lò microwave, không có lò V3, còn lại cái máy hâm 12V thì nó hư rồi, nó cùi bắp quá bỏ lại rồi. Đó, trong lúc đợi thì là một chai whisky Singleton hết rồi, uống cái này bữa ai tặng là không nhớ, mấy bạn ở Melbourne tặng, với khô bò chị Nga tặng đủ mọi luôn. Quá xịn các bạn ơi. Đèn quen cho nè, cái này các bạn có thể, cái này nó hít vô nè các bạn, thấy không, hít vô nè. Đó, rồi các bạn có thể xoay nè, xoay lên xoay xuống để không có chói mắt nè, ghê không. Xong rồi để thẳng ra nè, đó, quá đã luôn. Cái này là cái đèn để sửa xe nè, không biết Việt Nam có bán không, bữa thích quá xong anh cho luôn, hít vô rất là chắc. Các bạn có thể để trên nóc úp xuống, hoặc là để ở trong, hoặc là để đâu cũng được, hít vô hết luôn nè các bạn. Đó, rồi bắt đầu các bạn muốn xoay lên xoay xuống, hay là xong cái để thẳng ra để sửa xe rồi nè. Đó, đã không? Bỏ bánh bao vô đây các bạn, bỏ bánh bao vô nồi cơm hâm luôn. Này, cái này vui nè, sữa đặc như ống kem đánh răng lần đầu tiên thấy luôn. Này pha cà phê uống luôn, trời ơi, đã ghê không, nhìn mới nhìn tưởng kem đánh răng không chứ. Bánh bao nóng hổi luôn các bạn. Còn cơm đây, tí đó bụng lấy cá mồi ra ăn tiếp. Đã quá, mời các bạn tối ăn bánh bao nha. Tuyệt vời. Em biết mình đi làm gì, đừng nghĩ bậy nha. Cái này đi đào, đào trùng nữa các bạn, câu cá chơi. Đây. Này là mồi hơi bị bén nha. Có cái xẻng luôn, xẻng bự cần luôn, cần có luôn. Lên nắng đẹp luôn các bạn. Quay thêm tập này nữa, hôm nay nữa là ở đây chơi thêm một ngày, xong hôm nay nữa là hết tập vlog. Đây, vẫn còn hai cái bánh bao. Hâm tiếp. Đây, còn lấy cái vỏ của cái hộp đựng bánh bao để vô, rồi đổ nước ở dưới các bạn. Không có cái nồi hấp thì lấy cái này tạm, hâm lên cho nó ấm rồi ăn. Vẫn còn một cái nữa, tí có người bạn đến chơi, nó mua phở cho mình. Ở gần đây hôm qua chạy trên đường tự nhiên thấy chiếc xe Việt Nam hết hồn.
Đây là cảnh xung quanh rất là đẹp, rất là yên tĩnh. Cái lều bên kia hàng xóm là của một bạn tên là Tris. Nãy nói chuyện mà quên quay phim giao lưu, sống ở khu Việt Nam nên rành tiếng Việt lắm. Đó. Đi đâu chơi rồi, tí quay lại rủ tối qua chơi. Sạc máy ảnh các bạn. Điện có điện 220 luôn. Pin mới con XS20 chụp hơn được XS10 rất là nhiều. Nhưng mà qua giờ bào quay phim HDMI nhiều quá giờ phải sạc rồi. Cục sạc xin luôn. Nói trực tiếp để mốt mua cái bộ mà sạc hai cục một lúc ha. Chơi phải ba cục pin luôn mới đã. Tôi lên bao các bạn. Lấy cái nồi cơm hấp hiệu quả ghê, đổ nước vô rồi lấy cái này chắn ở dưới tại vì không có cái nồi hấp. Thơm ngon nóng hổi luôn. Sạc pin cho máy ảnh. Một ngày nghỉ ngơi thật là tuyệt vời. Đồ chơi mới các bạn. Bộ của Soto là hàng đỉnh nhất thế giới rồi, sản xuất tại Nhật luôn. Này của Việt Anh bên Mr. Whitken tặng mình nè. Đó, nguyên một bộ tabletop nấu ăn đồ nè. Cái nồi luôn nè. Rồi xong rồi cái bếp luôn nè. Và cái bếp này đặc biệt bản kỷ niệm 30 năm luôn nha. Xịn chưa? Có cái chữ 30 ở đây nè. Rất là êm. Ghê, có cái túi chụp bình ga nghệ luôn. Rồi, nấu ăn ngon lành, an toàn, thoải mái. Với bình ga này mua ở đâu trên thế giới cũng có hết các bạn. Ngoài bộ bếp Soto, bổ su được thêm nguyên bộ pha cà phê của Wakako luôn nè. Máy xay nè, Chia2, pha cà phê nè. Cân luôn, đúng 8 gram hoặc là 12 gram cho nó ngon. Rồi cái cân này chỉnh mức độ xay hạt, đường kính hạt được nữa nè. Đó, đầy đủ. Cái này dùng lực tay các bạn, bóp, không cần điện. Đổ vô ly này, thích làm sẵn và có một cái túi kia là làm sẵn thêm cà phê bỏ vô sẵn, cần lấy ra uống, pha cho ba người uống lúc luôn. Rồi, đợi cà phê lên nào. Các bạn, pha bằng máy Wakako, ngon quá, làm hớp, muốn hết luôn. Khá là kỳ công nhưng mà làm riết sẽ quen tay. Nga tóc dài luôn nè, như cái đọt xe máy luôn nè. Like too short to drink bad coffee. Anh chịu khó anh xíu, cà phê ngon, pha cà phê uống để tận hưởng cuộc sống. Đây cảnh thanh bình này, mọi thứ đều ok, chỉ có hơi gần mấy cái đường xe chạy á nên lâu lâu có tiếng xe anh xíu. Nãy không có mấy xe tới rồi đi rồi. Này có một ông chú hai vợ chồng già 80 tuổi ở Tasmania, chiếc màu xanh bên kia các bạn, đi vé 1.100 đô khứ hồi, còn xe mình thì 500-600 mà, tại xe mình nhỏ hơn. Cảnh dễ thương quá. Ở lại đây hoài cũng được. Đây, thêm đồ chơi mới. Một cái lò Order Pro của Thụy Điển các bạn. Sao burger. Nó nhảy vô hố vôi mâm than. Mấy hôm nay mua cũng khá nhiều đĩa rồi. Đây, để thử cho các bạn xem đĩa than như thế nào nha. Cái này mới mua ở Melbourne đây. Giữa không gian này nghe nhạc là hết bài. Sẽ ghé nhà cái chỗ Seymour bảo tàng, nói chung đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Vô tình thấy trên Google Maps ghé luôn. Lều của anh chàng bụi đời sống ở đây cũng lâu rồi. Thấy cũng thân mà hôm qua nó rủ bắt mấy con vịt ở đây làm thịt là thôi không chơi rồi. Đó là vi phạm pháp luật, với lại làm vậy là sai trái. Nó bỏ xe đi đâu bỏ lều đó. Có vẻ ở đây lâu rồi mà hôi quá trời hôi, kiểu mấy tháng không tắm qua trời. Nói mày, tao thấy cái ổ chim trứng kìa, vịt trời để cho nó nở, nhưng mà mấy con vịt mày biết làm không, mày thịt nó đi qua trời. Ra đường ok rồi, tạm biệt bãi trại. Hai đêm không mất tiền đã ghê. Đi khoảng 5 cây số là tới các bạn. Tới cái bãi cắm trại. Ủa lộn, tới cái đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Seymour. Kia như cũng có khu kem nhưng mà tính tiền. Thì tối hôm qua tới giờ trời mưa lâm râm.
tới thị trấn Nagambi, thị trấn nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ở phía bắc của Melbourne các bạn, cách khoảng 150 cây. Đây có cạnh một cái hồ rất là đẹp, mọi người hay đua tàu, đua thuyền ở đây. Welcome Nagambi đây. Wow, có cái tháp nước nè. Giờ tới cái tiệm nail tên là Chanel của người bạn hôm qua, Đạt gặp hôm qua ăn trưa. In 150 meters, make a U-turn at Marie Street. Ghé thăm tiệm xong rồi đi tiếp. Đạt nó đậu xe cạnh hồ nè, hồ dễ thương chưa. Đây các bạn, đây là bảng sóc biển số Việt Nam và một chiếc trực thăng của công buôn Hoàng gia Úc. À, đã từng tham chiến ở chiến tranh Việt Nam đây. Chỗ này là thành phố Seymour. Ở đây có một cái đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Nó đúng ra là có một cái gọi là bức tường quân nhân trong chiến tranh Việt Nam các bạn, để tưởng niệm mấy người Úc hy sinh với hoạt động trong cái chiến tranh Việt Nam. Thì quân Úc cũng trong team quân đồng minh Hàn Quốc với Mỹ ha. Đây, Việt Nam Veteran Commemorative Walk. Đoạn đường bức tường hồi tưởng về của cựu quân nhân chiến tranh Việt Nam. Đây chiếc máy bay này nè. Đó nè, xe tăng luôn nè. Giống giống chiếc bữa mình tham chia bữa mình chạy thử quá ta. Ở chỗ trong mấy vlog 1-2 tập trước đó các bạn. Mình có leo lên chiếc xe tăng đó luôn. Còn giờ tới chiếc trực thăng. Đây một số hình ảnh, đây là con đường. À, đây là chiếc UH-1 Huy nè, nickname Huy. Đây là pháo phòng không. Đây đúng rồi, Centurion là bữa chiếc mình có ngồi thử nè. Các bạn nào chưa xem thì tập trước leo đúng lên chiếc Centurion và nó chạy luôn các bạn, đã lắm. Điều khiển sơ sơ. Long Tân hình như là căn cứ của Úc hồi xưa ở Bà Rịa nè. Long Tân ở Thánh Giá. Rồi đây là cái con đường. Và đây là chiếc xe tải lớn như M113. Súng của Hải quân. Nói các bạn nào ở Seymour ghé đây xem cũng biết, cũng tham quan cũng hay. Có cái bản đồ là xưa là quân Úc hình như là đóng quân ở khu này nè. Đây ở Long Tân nè, chiến trận chiến Long Tân. Rồi ở núi đất là căn cứ của không như không quân bộ binh Úc rồi nè. Này là ở Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Chiếc xe tăng Centurion từng tham chiến ở Việt Nam. Hình như là bữa hổm mình tham gia, không biết là chiếc này hay là chiếc bữa mình chạy thử á, là một trong hai chiếc có từng tham chiến, mà chiếc này chứng đây chắc vậy rồi. Centurion các bạn, trong tập trước là mình bút leo lên xe tăng luôn, cũng mong cụ quân nhân lấy xe tăng, ổng mua một đống xe về ổng cho chở khách đi chơi. Ủa có leo lên đây thử nè, leo lên đây đó, rồi lái xe là dưới đây, ở trên đây là chỉ huy xạ thủ rồi nạp đạn Centurion. Dây tời kéo đâu nè. Đây trưng bày cho bà con leo chơi lên thoải mái. Không thấy bản cắm ha. Tháo ra hết rồi. Còn gì xu được không? Lắp vô xu cốc coi. Đấy. Còn cái hay là ở đây các bạn thấy nè, cái con đường đi ở đây là họ làm giống như kiểu Củ Chi á, mấy cây bạch đàn nhỏ nhỏ đó. Hình như nghe nói có cái nắp cống địa đạo nữa hay gì không nhớ. Đây các bạn thấy mấy cây bạch đàn nhỏ nhỏ này. Mô phỏng lại giống như chỗ Củ Chi hay là chỗ Bình Giã, chỗ Long Tân, núi đất, chỗ Bà Rịa, hồi xưa chỗ quân Úc đóng quân á. Chắc cho mấy cụ binh Úc hồi tưởng là hay gì. Đây y chang không? Không biết mấy cây này chắc cây bản địa của Úc mà giống mấy cây ở Việt Nam ha. Cây bạch đàn luôn nè. Đây là một có một cái chữ thập căn cứ Long Tân, trận chiến Long Tân núi đất. Còn phía trước đã là tới cái Việt Nam Veteran Commemorative Walk, bức tường con đường hồi tưởng để cho 60.267 lính và 11 con chó từng tham chiến ở Nam Việt Nam đây. Này giống kiểu kiểu gì ta, ở bức tường chiến tranh Việt Nam ha, Việt Nam War Memorial ở Washington DC. Trong chiến trước cũng có ghé. Đây tên những người từng tham gia xếp theo thứ tự alpha B. Tường ghi tên riêng của những người tử nạn
hoa dưới đây như của mấy ông bà già đã từng tham chiến. Nãy thấy chiếc xe nó mới chở bạn tới thăm rồi bỏ hoa xuống. Này là hoa, hoa giả thôi, hoa giấy thôi. Thấy không ta? Đúng rồi, hoa, hoa giấy thôi các bạn. Đó. Rồi, đi tiếp. Đạt nói là chiến tranh thế giới rồi chiến tranh Việt Nam là dân ở vùng này đi lính rất là nhiều các bạn, nên ở đâu cũng có đài tưởng niệm hết. Này chiến tranh giới thứ 2 1939-1945 nè, đài tưởng niệm. Wow, cái cây tùng kia đẹp chưa kìa, cây nhiều đẹp quá các bạn. Đây là thị trấn Nagambi. Đó, lượn nhanh một vòng rồi đi tiếp các bạn. Giờ hơn 100 cây các bạn, bắt đầu mưa lớn nè, mây đen phía xa nè. Mấy cái chiếc trailer kéo cái camper van, kéo cái nhà di động theo cũng chạy chậm, 80-90 đu theo, chạy, chiếc chạy trước mình, chiếc chạy sau mình, kẹp ở giữa núp gió. Mưa lớn rồi, này là nhập lại đường M31, M31 rồi, đường chính Melbourne Sydney, hôm qua là quẹo vô Seymour nên sẽ đi đường M39, nay vô đường M31 rồi nè. Đầu mưa lớn từ từ, đèn thui bên kia. Đường trơn này, chạy cẩn thận. Xe lớn quá trời luôn các bạn. Lên chạy 3.500 nó chớp, mình cài 3.500 là ok. Cái đồng hồ tua mới nè, khi quên vô số. Mình theo dõi tua lúc tuột dốc, tuột IBM là vô số, về số liền. Cảm nhận luôn. Chào mừng các bạn đến với tiểu bang New South Wales. Nãy có cái bảng Welcome to New South Wales nhưng mà đường này không có dừng được các bạn. Nếu mình đi cái đường nhỏ mới dừng được. Còn cái này cái đường lớn rồi. Đường lớn, đường M31, đường chính Melbourne Sydney nên không có dừng được. Rồi, cuối cùng cũng tạm biệt tiểu bang Victoria ha. Bữa ngủ lại thêm 2 đêm cắm trại. Tối nay đi qua bên New South Wales, đi về phía Wagga Wagga. Thì gần đây có Wagga là bên phía như Melbourne, qua sông Murray. Murray là con sông mà đợt trước mình có đi một chuyến phà qua miễn phí qua sông Murray á. Và cái đợt bằng xe máy mình cũng đi qua sông Murray ở gần Adelaide các bạn. Thì nó chạy suốt từ Adelaide ha, từ South Australia, từ Nam Úc xuyên qua Victoria về tới New South Wales luôn ha. Về tới đây. Đó, thì đây là, đây là New South Wales. Vừa băng qua con sông chia Murray, chia cách giữa tiểu bang New South Wales và Victoria. Chạy lên 4.000 vòng phút luôn. Chào mừng đến New South Wales, nơi có thành phố Sydney lớn nhất nước Úc. New South Wales này có camera bắn tốc độ với bắt xích bèo nhiều lắm nè. 17 cây nữa tách có đường lớn. Đi về phía Wagga Wagga, nơi có ông chú John là người bạn vô tình mình gặp ở trên Sydney 5 năm trước các bạn. Cũng hay like hình Instagram qua lại. Mình có Instagram, bạn các bạn nào chưa có vô follow ủng hộ chơi. Nó mười mấy ngàn, cái đó nó hơi private riêng tư, không có kiểu post nhiều như là bên chia sẻ nhiều giống như bên Facebook, những người bạn thân mới biết thôi. Thì lên qua lại thì chú đó cũng đi đi về về, có căn nhà dưới biển Leighton, thì đúng lúc ở đây thì kêu ghé tạt ngang chơi thì đi luôn. Như ở đây có một người bạn Amburi, có bạn nào rủ ghé chơi mà mình không nhớ, mà nay còn sớm để train lên đường đi tiếp nên thôi, để bữa khác. Mua mù mịt luôn các bạn ơi. Mây đen phía trước quá trời này, giống đợt ở miền Nam Thái Lan khủng khiếp không? Đuối nha.